người nhái hải quân Indonesia vào thân của chiếc phi cơ hy vọng tìm thấy thêm thi thể của nạn nhân, tin từ Bang Kalonbun, Indonesia. Vào ngày hôm nay, thì người nhái Indonesia đã bắt đầu bơi vào thân của chiếc phi cơ Air Asia bị rơi xuống biển Java hồi tháng qua. Người ta tin rằng là phần lớn các nạn nhân bị kẹt trong thân chiếc phi cơ sau khi lâm nạn cho đến nay. Thời tiết tại vùng biển nơi diễn ra cuộc tìm kiếm các nạn nhân vẫn tiếp tục xấu và tầm nhìn gây cản trở mọi cố gắng của người nhái hải quân Indonesia để thu hồi thi thể của nạn nhân và vớt phần chính của chiếc phi cơ từ lòng đại dương lên bờ. Các viên chức không lực của Indonesia cho hay sẽ di chuyển tất cả thi thể người quá cố được tìm thấy từ tàu về đất liền. Chiếc phi cơ của hãng hàng không Indonesia AirAsia mang ký hiệu số QZ8501 mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào hôm 28 tháng 12 vì thời tiết xấu khi bay chưa được một nửa đoạn đường của cuộc hành trình kéo dài 2 giờ đồng hồ từ thành phố Surabaya của Indonesia đến Singapore. Không có người nào sống sót trong tổng cộng 162 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc phi cơ Airbus A320. Một cuộc tìm kiếm quy tụ lực lượng đa quốc gia đã thu hồi được 59 thi thể của nạn nhân tính cho đến ngày hôm nay. Nguyên nhân khiến cho chiếc phi cơ bị rơi vẫn chưa được xác định và các nhân viên điều tra đã loại trừ nguyên nhân khủng bố. Vào hôm thứ Ba vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Indonesia Ignatius Yunan nói tại cuộc điều trần của Quốc hội rằng các dữ kiện radar cho thấy là chiếc phi cơ đã tăng độ cao nhanh hơn mức bình thường trong những giây phút cuối cùng và rồi biến mất khỏi màn hình. Nguồn tin khác cho biết là người nhái Indonesia đã tìm thấy năm thi thể ngồi trên chiếc phi cơ buộc chặt dây an toàn và chiếc ghế văng ra ngoài bị chôn vùi trong bùn dưới đáy biển cách thân của chiếc phi cơ khoảng 100 mét.